Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Hội nhập Kinh tế ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, cuối tuần qua, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các sở ngành trong tỉnh đã có buổi đối thoại với đại diện hơn 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để lắng nghe những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp FDI gặp gỡ, trao đổi nắm bắt thêm thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2021, phương hướng năm 2022, những quy định mới về đầu tư, những lĩnh vực, dự án tỉnh đang mời gọi đầu tư. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, ấm cúng và trang trọng. Tại buổi đối thoại, sau khi được xem phim phóng sự về tình hình kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh năm 2021 và định hướng năm 2022, các doanh nghiệp FDI tham dự hội nghị đã lần lượt trao đổi những ý kiến, kiến nghị để tỉnh Đồng Nai có thể tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Vấn đề các doanh nghiệp FDI kiến nghị nhiều là chính sách bảo hiểm xã hội, gia hạn thời gian nộp thuế, thủ tục trong đầu tư mới, mở rộng đầu tư, thủ tục đầu tư điện năng lượng mặt trời trên mái nhà máy còn khó khăn và kéo dài, hệ thống thoát nước khu công nghiệp Nhân Trạch 3 kém nên mùa mưa dễ bị ngập lụt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích doanh nghiệp thuê, thủ tục về hải quan, thời gian giải quyết các thủ tục còn dài, v.v. Các doanh nghiệp FDI đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nên giao việc giải quyết các thủ tục về đầu tư, môi trường, xây dựng về cho một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai để được giải quyết nhanh và giảm bớt thời gian đi lại. Các doanh nghiệp Đài Loan tại Đồng Nai cũng như các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam thì mức đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2022 với mức 22%, trong đó 8% của người lao động và doanh nghiệp là 14%. Thì đây là con số rất lớn ảnh hưởng đến doanh nghiệp và mức thu nhập của người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, nên rất mong muốn trong hội nghị ngày hôm nay, thông qua chính quyền tỉnh Đồng Nai sẽ có ý kiến gửi đến Trung ương để thời gian tới xem xét và điều chỉnh mức đóng này. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đại diện các sở ngành đã trực tiếp trả lời những nội dung doanh nghiệp nêu, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh Đồng Nai sẽ tổng hợp kiến nghị các bộ ngành trung ương. Trong buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng nhấn mạnh, chính quyền tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp có thể gửi văn bản hoặc điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo tỉnh để được giải quyết kịp thời. Đồng Nai luôn xác định các doanh nghiệp FDI là bộ phận quan trọng của khối doanh nghiệp tại địa phương và có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, tạo môi trường sản xuất kinh doanh, thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, trong đó các doanh nghiệp FDI là nhiệm vụ của chính quyền Đồng Nai. Thưa quý vị khán giả, tỉnh Đồng Nai thời gian qua luôn nhất quán với phương châm, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển để đạt được mục tiêu thu hút FDI trong năm nay khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi cũng đã xác định là vượt qua được Covid, có những cái thành quả rất là khả quan. Trong sau đó thì cùng bước là song song là chúng ta phục hồi cái sản xuất, quay trở lại chăm lo cho cái nền sản xuất nó được đảm bảo ổn định. Và chúng tôi cũng phục hồi cái sản xuất rất nhanh. Và chính vì vậy thì kết quả của 2021 có những cái đạt được rất là đáng mừng. Đó là cái tăng trưởng GDP của địa phương là 2,15%, trong khi nhiều cái địa phương cũng có dịch bệnh thì có cái tăng trưởng âm, mà chúng tôi vẫn giữ được tốc độ dương. Năm vừa qua, dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. Kinh tế tăng trưởng chậm, thu hút đầu tư nước ngoài so với cùng kỳ giảm. Trong năm 2021, tổng vốn thu hút đầu tư cấp mới và tăng vốn là 1,272 tỷ đô la Mỹ, bằng 96,1% so với cùng kỳ, tăng 15% so với kế hoạch năm 2021, kế hoạch 1,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó cấp mới 53 dự án với tổng số vốn đăng ký 384,43 triệu đô la Mỹ, giảm 6,94% so với cùng kỳ. Đa phần các dự án sản xuất công nghiệp tập trung tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó dẫn đầu vẫn là các dự án đầu tư từ Hàn Quốc, tiếp theo là Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, v.v. Trong tổng số dự án cấp mới có 31 trên 53 dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ với số vốn đăng ký là 278,68 triệu đô la Mỹ. Tính đến nay, Đồng Nai đã thu hút đầu tư của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ với 1.783 dự án và tổng vốn đầu tư trên 32,349 tỷ đô la Mỹ.
Trong đó dẫn đầu về số lượng và số vốn đầu tư là các dự án của Hàn Quốc, tiếp đến là Đài Loan và Nhật Bản. Mặc dù gặp khó khăn, nhưng hiện nhiều doanh nghiệp đang dần phục hồi, đẩy mạnh sản xuất và tăng trưởng khá nhanh. Có được điều này, ngoài sự nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp, còn có sự hỗ trợ rất nhiều từ phía tỉnh Đồng Nai. The investment portion for Đồng Nai, I think, with the amount of resources that we have. Về mặt đầu tư ở Đồng Nai, tôi nghĩ với nhiều nguồn lực mà tỉnh đã đang có, nhiều trường đại học và cao đẳng mà chúng ta có xung quanh Đồng Nai, cùng với hệ thống hậu cần và vận tải đúng đắn, tôi tin chúng tôi đang ở điểm đầu tư đúng đắn. Nhìn vào chính Onsemi, có lượng khách hàng lớn trong lĩnh vực tự động đã lựa chọn để đầu tư vào Onsemi nhằm phát triển trong 5 đến 6 năm. Đó là một mặt tốt. Và tôi nghĩ cũng như các ngành sản xuất khác, không chỉ riêng lĩnh vực bán dẫn mà còn có ngành công nghệ cao trong khía cạnh nông nghiệp hoặc kinh doanh khác. Môi trường, tôi nghĩ với sự hỗ trợ về hậu cần, cơ sở vật chất được các cơ quan chức năng Đồng Nai cung cấp, Đồng Nai hoàn toàn là một khu vực công nghiệp để phát triển mạnh trong tương lai. Cần nói rằng tôi tin tưởng tôi sẽ chắc chắn giới thiệu Đồng Nai là một trong những khu vực phát triển trọng điểm cho ngành công nghệ cao sau này trong tương lai. Tập đoàn VBIC đầu tư tại Đồng Nai Việt Nam hơn 27 năm. Chúng tôi nhận thấy tỉnh Đồng Nai rất quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp. Tại Đồng Nai chúng tôi đầu tư công ty VBIC và GBMI với hơn 3.000 công nhân viên. Thời gian qua, Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông thuận tiện, gần cảng, sân bay. Sau này sẽ có thêm sân bay quốc tế Long Thành. Cùng với chính sách ưu đãi thông thoáng, tích cực cải cách và thuận lợi hóa thủ tục hành chính đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp FDI phát triển. Khi chúng tôi cần sự hướng dẫn từ quý cơ quan, thì chúng tôi gửi báo cáo về nhu cầu của chúng tôi tới quý cơ quan nhà nước. Trong vòng một tuần là chúng tôi nhận được câu trả lời từ phía các quý cơ quan ban ngành. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, luôn xem khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp là vướng mắc của chính mình, để tập trung, tháo gỡ, giúp doanh nghiệp phát triển. Từ đó có những hướng dẫn giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động. Đồng Nai mang lại sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, tạo tiền đề cho việc tiếp tục mời gọi đầu tư trong thời gian tới. Chúng tôi khẳng định một điều là Đồng Nai luôn chào đón các cái doanh nghiệp mà thực hiện đầu tư vào Đồng Nai với cái việc là đúng theo cái quy định của pháp luật, thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa, phải nói dùng từ tối đa để cho doanh nghiệp có một cái yên tâm, và các cái doanh nghiệp cũng có thể trao đổi với nhau vì cái môi trường của Đồng Nai nó đã hình thành từ nhiều năm chứ không phải là chỉ một ngày một bữa. Hãy nghiên cứu kỹ những cái cơ hội của Đồng Nai trong giai đoạn tới, vì chúng tôi sẽ có sân bay, sẽ có cảng biển nước sâu và có những cái đường cao tốc đi trên địa bàn. Chúng tôi sẽ quyết tâm là giảm cái chi phí logistics cho các doanh nghiệp một cách tốt nhất thông qua cái cơ sở hạ tầng tốt nhất. Cái thứ hai nữa là thủ tục hành chính là chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối đa. Tôi cũng mong các doanh nghiệp FDI tập trung cái nghiên cứu của mình vào để đầu tư cho trong các cái khu công nghiệp của Đồng Nai được sớm phát triển và lấp đầy. Xin được chúc các cái doanh nghiệp FDI luôn thành công và thắng lợi, đạt nhiều lợi nhuận ở trên cái hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đổi mới nhiều mặt để phục vụ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong đó, trọng tâm là rút ngắn nhất thời gian giải quyết các thủ tục hành chính để mục tiêu thu hút vốn FDI khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, riêng các khu công nghiệp trên địa bàn khoảng 700 triệu đô la Mỹ và ngoài khu công nghiệp là 400 triệu đô la Mỹ sẽ sớm thành hiện thực. Đến đây thì chương trình Hội nhập Kinh tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.